Tôi giới thiệu cho các bạn Các bạn chưa học lịch sử CSGO thì tôi lại giới thiệu cho các bạn Đây Đây là thằng Hoác Đấy Profile của nó trên HLTV đây Các bạn nhìn thấy chưa Đấy Đấy đầy đủ luôn Mặt mùng các kiểu Đấy có cả ảnh luôn Bắn giải lan rồi Bắn giải lan bên Trung Quốc rồi Đây Đây là những cái kết quả gần đây của thằng Hoác Trước đấy đây Nó có một trận là gặp uh, G2 Esports Đấy Nhưng mỗi tội trận này thì chúng ta thua hơi sâu đây các bạn nhìn cái line up Lucky Body, Soxy, KNS, Jack này Nó bắn cho bên này trầm cảm luôn Chủ đề tinh 0.2 0.3, 0.5 Đấy, nó bắn cho 2 đấy các bạn Những cái thằng mà các bạn bảo là dạp siếc đấy Thì khi gặp Việt Nam thì nó như thế này này 16 161, Đấy Này gặp Singularity này Cái team ở Bắc Mỹ thì phải Ờ ừ, đúng rồi sáu 16, 161 đấy cái bọn Ryan Can Floppy này thằng Floppy bây giờ là nó bắn thằng Floppy bây giờ là thằng bắn uh, Valorant rồi, nó bắn cho team uh, Cloud 9 rồi. OC này, MOTM này, đấy. Anh em nhìn đấy. Đấy là cái giải đấu uh, WSG năm 2018. tám đấy là sang Trung Quốc bắn gặp G2 đấy. Nghĩa là thằng này nó là top level của Việt Nam rồi, top đầu rồi, nó là pro thực dạng là top 1 rồi ở Việt Nam thì kia ra tay ơ thì có thằng Hoắc này với thằng Crazy Guy là hai thằng thủ dạng khủng khiếp nhất ở Việt Nam mỗi thằng theo một chiều hướng Crazy Guy là theo chiều hướng là kỹ năng cá nhân rất là tốt bắn ọp phản xạ cái kiểu thằng Hoắc này, này kỹ năng theo kiểu gọi là đồng đều ấy kinh nghiệm rồi khả năng hiểu biết game sen rồi tất cả mọi thứ của nó rất là tốt Đấy, xử lý nhưng thằng Hoắc thì nó sẽ phù hợp với lối chơi bắn ở đồng đội hơn Crazy Guy thì là theo kiểu là tỏa sáng cá nhân tốt hơn đấy đấy là hai phong cách sơ tự xem đéo ra xuất xuất về muốn xuất ra phải là dũng béo gaming VSNXL nói chung là phải bắn hai trận cơ thì mới ra được profile trên hltv đợt đấy bọn tôi bắn được có một trận này nên làm sao bọn tôi đéo có profile trên hltv này các bạn nhìn này. Đấy. tôi đây này đấy đấy đây đợt, này là à đợt này hltv bắn một trận nó cũng chưa có profile nó chưa lập profile thằng xin tỏ sao phải dùng cái profile khác mà này, nó không add profile được này đây là tôi đây. lên được một trận Đấy, các bạn nhìn nhá có lên một trận nhưng không có profile cái thời này là cái thời lâu quá rồi đây này các bạn nhìn đây này năm 2016 hồi đấy cái cái HLTV nó chưa được xịn như sau này sau này lên HLTV thì dễ hơn HLTV sau này nó xịn hơn còn HLTV thời điểm đấy các bạn nhìn này, nó không 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 xịn nên làm ra nó nó nếu tạo được profile dễ dàng đâu hồi đấy tạo profile khó hơn các bạn nhìn cái phần lịch sử của đấy nó còn chưa có đây ba trận gần nhất là không có mà bọn nới này ngày xưa nó mạnh ấy. Đấy, nới ngày xưa là top 2, top 3 ở khu vực châu Á đấy Thế mà bọn tôi bắn cũng thua 96 này, 96 này Chứ bọn tôi không thua sâu nhá Bọn tôi không thua sâu tí nào luôn các bạn nhìn Bọn tôi bắn rất bài bản, tập tành rất cẩn thận luôn đấy, Các bạn nhìn thấy không, gặp team rất là mạnh Và đây là lần đầu tiên bọn tôi lên HLTV bọn tôi bắn vẫn thua 16-9 Bắn nhiều lúc bọn tôi hơn người rất là nhiều nhưng bọn tôi không thắng được thôi hơn người nhiều tôi xuất từ trên youtube có cả trận đấy trên youtube mà đấy các bạn nhìn này bọn tôi đánh bài đánh bủng cái thứ fake phủng cái thứ như thật này đấy bài tơ mũi sời đầy đủ hết đừng có đùa nào tôi cho anh em xem lại lịch sử anh em nhìn này bọn tôi đánh bài bản chưa đấy anh em xem này ngày xưa bọn tôi bắn này thấy không bắn piston này hầu hầu kê kiếc cái thứ mãi này sau oh, ném hai quả smoke để Tank City này. Đây là bài Tank City nhá. Đấy, lầu ra Tank City. <laughs> Úi rồi Úi sồi rồi ném nết. Ui Bo man ném quả nết chết con mẹ mà ông soi phong ở City luôn. Bắn chuẩn chỉ cực kỳ luôn. Ngày xưa không bắn láo đâu. <laughs> Đấy, Tank City. Úi rồi con này tôi nhảy xuống mà anh em lại dừng lại Xem <laughs> mà <xong rồi>, Leopard <laughs> Úi sời Leopard ngày xưa thủ dạng bắn pistol rất là kinh <cười> <cười> Wow <laughs> ừ. Không dễ đâu. Ui <laughs> sời rồi. À? Chất, Chất lượng này xưa hay tệ, anh em thông cảm. Có 7, 20 thôi. Toàn, toàn béo dạo này bận việc với là chơi võ lâm. Mấy hôm nữa chắc là tôi chơi võ lâm thì tôi sẽ chơi cùng toàn béo. Quả đấy là theo bài là tanh City, các bạn hiểu không? Thì tôi phải tanh City là đúng rồi. Nhưng mà đồng đội lại đéo tanh theo. Anh em hiểu vấn đề là như vậy. Đấy, bây giờ mua toàn này MP7 với Mark 10 này Bên kia stack bề đồng thế 5B Bên tôi vẫn chiếm mid bình thường nhá Các bạn nhìn thấy không? Vẫn ra chiếm mít đàng hoàng nhá Đấy, chiếm mít di chuyển Nào Pat bắt được một người à Đấy, Vanai đi bỏ bê Úi sời, bọn tôi vào Các bạn nhìn thấy không? Vào như cái xe tăng luôn bên kia Bắn 5B ờ, ừ, 5B với chúng tôi này à, Biết luôn có một thằng ở trên này Đấy, 5B này bắn phải gọi là công nhận ngày xưa nhìn bắn kiểu chuẩn chỉ với đái, đái đéo như kiểu bọn trẻ con bây giờ mà team bọn tôi ngày xưa nó chỉ là team semi thôi chưa lên đến nước pro nghĩa là anh em là semi thôi lên pro thì bọn pro lại tát cho chết ở tầm việt nam thì xếp khoảng top 8 team tôi, tôi đứng khoảng top 8 ở việt nam ngày xưa toàn vào được top tám này chiếm mít rất là bài bản luôn anh em nhìn nhau leo pat tanh ú sồi rồi Ui, ừ, bom man à, bom man nhảy vào đây Tí xem bom man làm gì nào <cười> <cười> Ui sồi ôi Xin thỏ đi window Ui sồi, Thật xin thỏ xưa là bắn kinh vãi lìn à. Đấy toàn béo đi Bò lầu B Bắn tự tin vãi lìn Anh em bắn kiểu Rồi Ok Kim bò lầu A Đặt bom B đàng hoàng Ui sồi, Tôi bài tờ các bạn nếu nó phải gọi là tín chỉ luôn Ui quá lửa ừ, Lửa tiêu cũng vào phòng ngay Trốn thế đéo là được Hai à, xem ra full bài này. Đánh như nào Bọn tôi chiếm mít cơ bản đấy mà Toàn bắn mít rất là cơ bản Một đi cống này Ba ra mít chính này Bắn chiếm mít Toàn béo thì cứ đi lầu B để gây áp lực lên cái thằng lầu B này Chiếm áp ra rất là hợp, hợp lý luôn Here. Ui, ơi, ui ui leo pad ui ui rồi leo pad con này. Tiếp hiểu leo pad của đấy là tâm đi đâu nhỉ? Nó phải check cái, cái cái, hốc ở trên đấy chứ nhỉ? Thế con này con này. Này, này nhìn thấy leo pad hài nhỉ? Ờ nó lại kê đi đâu? Ờ cái quả thằng leo pad chết thì quả này hài vãi đái á. Tôi đéo hiểu. À đây. This this. Đây. Here. Here. đây các bạn nhìn này thằng leo này. Nó vào nó walk qua sót này. Mà rõ ràng có quả smoke mốc ở sót này. Đây có quả smoke mốc rồi thì nó phải nhìn đến đây chứ nhỉ? Ơ sao nó lại tự nhiên nó quay tâm đi đâu tôi đéo hiểu luôn Giờ xem lại mới thấy Xin tỏ rồi có con rồi Vợ con hết rồi Game gục gì nữa Đấy, Toàn béo tỉnh vãi đái ra ờ Toàn béo đối đầu với thằng Thằng Forex này ai ăn Úi sồi rồi thấy chưa Bọn tôi tách cản đội hình ra để pick người ấy Chia ra pick chay các thứ có sợ đâu à, Vào được B rồi này Wow Úi sồi ôi. Hồi đấy cái góc này vẫn là một cái góc thủ dạng là hơi khó check các bạn ạ. Góc này vẫn là một góc hơi khó check. Đấy. Chiếm được B nhá, chưa đặt bom vội nhá. Các bạn nhìn thấy không? Chiếm được B kệ nhá, bây giờ bắt đầu với lấy bom rất là từ tốn. <laughs> rồi. Toàn béo lộ rồi. Đấy, bây giờ bom có thể về A được. Ui, toàn béo nó không ăn được nhưng mà tôi lại bắt được một thằng ở mid kìa. tôi chạy về. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui ui nhưng mà tôi không thoát được. Tôi yếu rồi. Tôi ăn được một thằng mà tôi yếu. Ui à. Bắn rất là chuẩn chỉ luôn Mọi à, Bọn tôi cứ chiếm mid thôi Tại vì chiếm được cái mid Mirage thì bắn mọi thứ dễ hơn à, nó còn nết vào mặt đau thế Đấy, à, quả nết. Này thì quả nết vào đầu thằng kia Ui sỏi quả nết này còn đau hơn 53 máu á à, anh em thấy không chuẩn chỉ tôi lúc nào cũng đi ăn được pass bắt đầu tôi ném có smoke che nối cô lập nối để chiếm hoàn toàn mid đấy Lúc nào cũng là như vậy rồi đầu anh em sẽ chiếm mít Anh em sẽ về đánh A hoặc đánh B Quả wow, con này tôi bị nó bắn vào đầu này Wow Con này tôi bắn lỗi skill Chắc chắn là tôi lỗi skill Thằng kia nó flick vào mặt tôi mà Rồi, leo đổi mạ Vẫn 4 đánh 4 Sợ cái đéo ấy đâu Lại về đánh A Ờ, bọn tôi chiếm mid này Bọn NXL này bị tụt hết trong sai này bọn tôi lại đánh ngược lên A <laughs> leo pass đối đầu thằng kiểu leo pass ok tất cả mọi hướng luôn ạ. À. Leo pass bài tơ quá. Lại bò ngược về đánh Nga 30 giây này đánh như thế giới luôn. <laughs> Chuẩn chỉ vãi cả đái ra. Đấy, 30 giây bắt đầu vào bom. ui trời ơi. Rồi, thôi xong rồi. Ui rồi rồi. <laughs> <laughs> vẫn thua. Có đấy đánh nghĩa là 30 giây lên bom là phải walk lên. Hồi đấy kiểu anh em còn non. Anh em đéo được như bây giờ. Bây giờ kiểu kinh nghiệm rồi, biết là cái tầm tham minh đấy là cứ quắc lên thôi Nhưng mà nó nhảy check thì cũng lộ thôi Đây các bạn ơi Đấy ProA, Dũng Béo, Háo, Tai Lu, InKing, Thruid Cyberzen là chính là cái đội hình Sau này là có mấy thằng của bên InKing bây giờ ấy Đấy, The Mongo này, NXL này Toàn team mạnh Đây là toàn top team của khu vực uh, châu Á thời điểm đấy thôi, châu Á nhá, không phải SEA nhá Cái thời điểm này là bọn Hàn Quốc nó còn chưa chơi game cái năm 2016 ấy là bọn Hàn Quốc nó chưa chơi game. Mãi sau đến tầm đầu 2016 cuối 2016 đầu 2017 nó mới chơi game. Nhưng mà nó lên nhanh thật, bọn MVP PK nó chỉ có mất có 1 2 năm là nó lên thành top team ở ở châu khu vực châu Á luôn. Thời điểm này Việt Nam rất là mạnh. Các bạn nhìn này, trong này có 3 team Việt Nam là các bạn hiểu rồi, 1 2 3 team Việt Nam. Trung Quốc có hai team, Hồng Kông một team, một team của Indo, thằng NL này là team cũng thuộc dạng top team ở khu vực uh, châu Á thời điểm đấy, đấy. các bạn nhìn này, IL này vào đến chung kết này, Thằng giờ Mongo này hồi đấy sau nó mạnh, team này của giờ Mongo sau nó vô địch, nó thắng cả bọn Renegade của úc mà, nhưng mà sau nó không đi được Mỹ, bởi vì vấn đề visa hơi tiếc một tí.